Những bức tranh thêu phong cảnh làng quê Thanh Bình hiện lên sắc nét sống động. Thêu tay đòi hỏi người nghệ nhân ngoài nắm vững kỹ thuật thêu, cần phải có đầu óc hội họa, khả năng tưởng tượng để phối hợp hài hòa các họa tiết trong không gian ba chiều. Hơn 50 năm gắn bó với những đường kim mũi chỉ, bà Phạm Thị Hòa, một trong những nghệ nhân hàng đầu của làng nghề thêu ren Xuân Nẻo, đang chuẩn bị cho bức tranh thêu tay mới. Với mỗi bức tranh thêu, bước đầu tiên, người thợ cần phác thảo bản vẽ. Đây chính là lúc họ định hình bố cục bức tranh và vẽ các chi tiết. Sau đó đặt tấm giấy nến lên trên, rồi dùng bút kim đục lên giấy nến. Mỗi đường kim xuyên thẳng, đục xuống bám sát các chi tiết đường vẽ của bức tranh. Sau đó dùng dầu xoa lên thì những nét vẽ trước đó sẽ ăn xuống nền vải. Bức phác thảo đã định hình, giờ là lúc thực hiện những mũi kim thêu. Lên một bức tranh đẹp thì đều dựa vào cái cơ bản, xong sáng tạo thêm là không được học cơ bản. Thì các vị cứ nhìn cái tay kim biết ngay. Thời các cụ dạy cầm cái kim thôi, nó đã khác hẳn với các nơi khác rồi. Cầm cái kim làm sao cái tay mình hai ngón tay cái và ngón tay trỏ phải cầm vào giữa cái kim, mà hai ngón này phải thật bằng nhau. Thế ngón thứ ba thì con nên đặt cái đeo đê, mà đặt cái đê vào đít kim. Và ngón thứ tư chống xuống mặt vải song song với hai ngón tay cầm kim và ngón tay út cong lên. Đấy là cái cơ bản của cầm một cái kim. Đã cầm cơ bản là cầm kim rất là thẳng, chứ không được cầm chéo như này. Khi anh đã cầm kim xiên, người ta cứ nói là cầm kim xiên ốc, thêu ốc đấy, thì là khi đâm mũi kim không bao giờ chính xác. Khi cầm được cái kim rồi thì xiên mũi kim đầu tiên nó phải như thế nào là sẽ học một cái đường đi vặn lướt, sau đó rồi đường móc xích, rồi đến thêu bạt, rồi đến đâm xô. Tám tuổi học cách cầm kim, từ những bài cơ bản, những người thợ thêu dần dần luyện và nâng cao tay nghề. Để có một bức tranh thêu đẹp, ngoài việc biết kết hợp giữa việc lựa chọn chất liệu như vải, chỉ, khung và phác thảo ý tưởng bức tranh thêu, thì điều quan trọng nhất chính là biết cách phối màu sáng tối cho tranh, chứ không chỉ dừng lại ở việc giật kim.